Xin chào tất cả mọi người. Ở trên tay tôi hiện giờ đang cầm một thiết bị Tutulin EX200. Tutulin EX200. Dụng cụ này có tác dụng là mở rộng sóng wifi. Dù trong nhà chúng ta là có nhiều tầng thì một wifi nó sẽ không bao phủ hết cả nhà. Thì mỗi một tầng như thế chúng ta cần có một thiết bị kích sóng. Thiết bị này có cái tác dụng là kích cái sóng wifi của nhà chúng ta để mở rộng khu vực sóng wifi, có thể là trong sân vườn, trong những nhà cao tầng, vân vân. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái hộp này ra. Hiện tại bây giờ trên thị trường có rất là nhiều loại thiết bị mở rộng sóng wifi. Hôm nay tôi giới thiệu chúng ta một sản phẩm sử dụng bằng tiếng Việt. Đây, Tutulin, thương hiệu Tutulin. Xin nhắc lại mọi người là sản phẩm này chúng ta hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn sử dụng bằng tiếng Việt. Điện áp là 100V cho đến 240V, 50 đến 60Hz, 0,1A. Thì với cái thiết bị này thì hoàn toàn có thể sử dụng ở Việt Nam. Và ở đây có ghi cái ở cái dòng chữ là Made in Việt Nam. Đây là cái sổ hướng dẫn, chúng ta có thể tham khảo nó. Rất là chi tiết, hoàn toàn bằng tiếng Việt, chúng ta có thể là rất là dễ dàng để mà chúng ta cài đặt nó. Thiết bị này có hai anten đảm bảo được trong quá trình nhận và phát tín hiệu cực kỳ ổn định, và sản phẩm này sử dụng cực kỳ bền các bạn. Tôi đã sử dụng rất là nhiều và cũng gắn lắp cho rất là nhiều người, thì cái phản hồi lại là rất là tích cực, gần như là không hề xảy ra bất cứ một cái lỗi nào, và trong quá trình sử dụng thì khách hàng vô cùng hài lòng. Đây, sản phẩm rất là nhỏ gọn, chúng ta có thể là ghim vào bất cứ cái vị trí nào mà sóng wifi có thể đạt đến, có thể truyền đến trong nhà chúng ta. Sau đó thiết bị này sẽ kích cái wifi, tạo ra một cái độ phủ rộng hơn để trong quá trình chúng ta sử dụng internet được thuận tiện. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt của thiết bị này. Đầu tiên là chúng ta phải cấp nguồn cho thiết bị. Chúng ta ghim vào cái ổ điện. Khi chúng ta cắm vào ổ điện thì chúng ta đợi tầm khoảng 15 đến 20 giây để cho thiết bị tương đối ổn định. Sau đó chúng ta sẽ bấm nút reset ở ngay cái vị trí này. Chúng ta để reset thiết bị thì chúng ta có thể dùng một cái que tăm hoặc là một cái thanh chuyên để chọc vào những cái thiết bị để reset như thế này. Chúng ta ấn vào cái nút và chúng ta giữ khoảng 15 đến 20 giây. Khi chúng ta ấn giữ như thế này, chúng ta thấy cái đèn, khi cái đèn xanh nó chớp chớp như thế này thì coi như thiết bị chúng ta đã được reset. Sau đó chúng ta sẽ nhấc tay ra khỏi cái nút mà chúng ta vừa mới ấn. Chúng ta đợi khoảng 30 đến 60 giây. Khi thiết bị tương đối ổn định rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Tất cả cái việc cài đặt chúng ta là có thể là sử dụng smartphone để chúng ta cài đặt. Để cài đặt thiết bị này thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt ở trên điện thoại của chúng ta. Chúng ta bấm vào phần cài đặt. Tôi bấm vào phần cài đặt. Chúng ta sẽ vào phần wifi, cài đặt wifi. Tìm đúng cái tên Tutulin S200. Chúng ta cứ bấm vào Tutulin S200.
Sau khi chúng ta đã kết nối được với thiết bị Tutulin ES200 rồi thì chúng ta sẽ mở một cái trình duyệt lên. Ở đây tôi sẽ mở trình duyệt Chrome lên và chúng ta gõ vào là trong cái ô nhập địa chỉ chúng ta gõ vào là 192.168.0.1 254. Sau đó chúng ta Enter bấm đến. Khi đó nó sẽ xuất hiện một cái màn hình như thế này, chúng ta bấm vào chế độ chuyển tiếp. Bấm vào đây, chế độ chuyển tiếp. Sau đó chúng ta sẽ chọn ở đây trên màn hình chính chúng ta thấy xuất hiện những cái wifi, chúng ta sẽ bấm chọn vào wifi mà chúng ta muốn mở rộng. Ở đây đây chúng tôi là wifi nhà, cho nên tôi chọn là wifi Hải Yến đây, chúng ta bấm vào. Sau đó nhập mật khẩu cho Hải Yến. Nhập mật khẩu của cái wifi nhà mình nhé, nhập mật khẩu wifi của Hải. Tiếp theo chúng ta di chuyển xuống, chúng ta nếu như để cùng tên và mật khẩu thì chúng ta sẽ chọn cái dấu check ở trên này, tên và mật khẩu không dây là mở rộng phù hợp với bản chính, nghĩa là nó giống hệt tên và mật khẩu của bản chính luôn. Còn nếu chúng ta muốn sửa đổi thì chúng ta bấm vào dòng dưới này. Thì ở đây là tôi sẽ dùng tên và mật khẩu giống như là wifi chính, cho nên tôi chọn ở trên. Đây chúng ta sẽ thấy tên nó vẫn là Hải Yến và mật khẩu vẫn Hải Yến. Như thế chúng ta sẽ bấm vào kết nối thì nó sẽ hoàn thành. Còn trường hợp chúng ta muốn sửa tên thì chúng ta cứ bấm vào dấu check ở dưới. Chúng ta đặt tên lại ở đây, chúng ta đặt tên lại cũng như là chúng ta đặt mật khẩu lại. Tuy nhiên là trong nhà chúng ta sử dụng, chúng ta nên đặt ở tên và mật khẩu nó cùng với, nó trùng với tên và mật khẩu chính ở nhà thì trong quá trình sử dụng nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Sau khi chúng ta đã chọn xong thì chúng ta chỉ cần bấm vào kết nối. Thì chúng ta đợi khoảng 15 cho đến 30 giây thì nó sẽ thành công. Ở đây nó bảo là nếu kết nối không thành công thì kết nối sẽ tự động có hiệu lực wifi gì vân vân, thì chúng ta cứ đọc cái này. Thì sau khi kết nối xong thì thiết bị chúng ta hiện giờ đã mở rộng cái sóng wifi cũ có tên là Hải Yến đó, thì nó sẽ mở rộng ra thành một cái vùng sóng rộng hơn, mạnh hơn, đảm bảo cái nhu cầu chúng ta sử dụng trong quá trình nhà chúng ta có nhiều tầng chẳng hạn, hoặc là chúng ta có cái sân vườn rất là rộng, thì khi đó thiết bị sẽ hỗ trợ chúng ta mở rộng cái sóng wifi, đảm bảo cho việc sử dụng internet được thuận tiện. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.